Thưa quý vị, khi mà cánh cửa đón khách quốc tế từ các thị trường chủ lực như là Trung Quốc, Hàn Quốc đang dần khép lại với ngành du lịch Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp lữ hành nói riêng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì du lịch trong nước trở thành thị trường quan trọng. Các công ty du lịch, dịch vụ nhà hàng hay là khách sạn, dịch vụ vận chuyển đã chuyển sang khai thác thị trường nội địa với tâm lý là chấp nhận lợi nhuận thấp. Một loạt các chương trình kích cầu du lịch nội địa được tung ra, tập trung ưu đãi giảm giá cho du khách trong nước. Tuy nhiên, để các chương trình kích cầu này thật sự hiệu quả thì giá rẻ thôi có lẽ là chưa đủ. Sau một thời gian đóng băng vì dịch bệnh COVID-19, các công ty lữ hành đang tập trung vào kích cầu nội địa. Hàng loạt các chương trình với nội dung giảm từ 10 đến 60%, ưu đãi dịch vụ, tặng kèm, thậm chí có mức giảm sâu lên đến 40%. Tour trong nước có mức giá từ 299.000 đồng, tour nước ngoài từ 2,99 triệu đồng. Với mức giá hấp dẫn này, chị Sơn và gia đình đang có kế hoạch đi nghỉ ở Phú Quốc với mức giá giảm 40%. Tuy nhiên, với chị Sơn, để quyết định đi du lịch nội địa trong thời điểm này giá rẻ chưa phải là quan trọng nhất. Ngoài cái việc là giá cả tour thời gian này nó vô cùng là rẻ, thì tôi nghĩ cái yếu tố đầu tiên đấy chính là hướng đến cái sự an toàn cho gia đình và bản thân trước. Ví dụ như là chúng tôi sẽ được trang bị khẩu trang, nước rửa tay hay là tất cả những cái điểm đến đều an toàn thì chúng tôi cũng vô cùng cảm thấy là yên tâm. Theo đại diện của công ty lữ hành, tiêu chí của các chùm tour nội địa hiện nay là điểm đến và dịch vụ an toàn. Vì thế, lượng khách du lịch trong nước tháng 3 và tháng 4 đã có khởi sắc, chùm tour về những địa điểm nắng ấm, biển xanh được du khách lựa chọn nhiều. Vietravel thì cũng đã đề xuất với cả Tổng cục Du lịch Việt Nam là triển khai cái chương trình Tôi An Toàn để đem lại và khoanh vùng tất cả những cái chương trình du lịch cũng như các điểm đến an toàn cho khách hàng, đưa ra những cái sản phẩm kích cầu để cùng đẩy mạnh cái chương trình du lịch nội địa. Cái giá vé máy bay đang là khoảng 80% và các khách sạn thì cũng đang giảm giá từ 50% trở lên thì để tạo thành những cái giá tour kích cầu hiện tại. Trước đó, Tổng cục Du lịch đứng ra tập hợp, phát động các doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch các địa phương cho chương trình kích cầu du lịch cả nội địa và quốc tế, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 đến hết tháng 8 năm 2020. Ngoài chất lượng dịch vụ không thay đổi, giá ưu đãi thì củng cố niềm tin của du khách về một Việt Nam điểm đến an toàn mới là quan trọng. Đối với cái người du lịch, khách du lịch ấy, thì tâm lý nó tác động rất là nặng nề, bởi vì du lịch là cái nhu cầu cao cấp, không phải nhu cầu thiết yếu. Nên nếu mà không đảm bảo an toàn thì tôi nghĩ chắc chúng ta đều thống nhất là có cho không chúng ta cũng không đi. Thế câu chuyện là song song với những cái chuyện là giảm giá, đưa ra những cái gói hấp dẫn, khuyến mãi hoặc tăng cái chất lượng thì việc đầu tiên là chúng ta phải cùng với nhau để đảm bảo an toàn cái điểm đến. Cái đấy là cái số 1, cộng hưởng với những biện pháp. Chứ tôi, theo quan điểm của tôi thì giảm giá đấy là một trong những cái biện pháp thôi, chứ không phải là biện pháp quyết định và cũng không phải biện pháp về lâu về dài mà chúng ta hướng tới. Nếu thị trường quốc tế phải mất từ 3 đến 6 tháng mới hồi phục sau dịch, thì thị trường nội địa sẽ sớm hồi phục nếu có những chương trình chất lượng, giảm giá hấp dẫn. Dù vậy, việc vực dậy nền du lịch trong giai đoạn sau dịch đòi hỏi phải củng cố niềm tin của du khách về một Việt Nam điểm đến an toàn, phá bỏ rào cản tâm lý lo ngại của họ. Chúng tôi tin tưởng và chúng tôi đang chuẩn bị để ngay sau cái dịch Covid chúng ta phải triển khai những cái chương trình chiến dịch kích cầu, xúc tiến quảng bá, truyền thông. Và chúng tôi tin tưởng là sau Covid một khoảng thời gian ngắn thì khách sẽ khôi phục trở lại. Bởi vì sao? Như nôm na, như mọi người vẫn nói là cái lò xo nó nén. Những người bị ảnh hưởng, những người bị ở trong nhà nó bị tù túng rồi. Thì sau khi cảm thấy an toàn thì sẽ có những cái giải thoát, tự giải thoát cho mình bằng những chuyến du lịch. Và cái đấy là cái thực tế đã chứng minh sau rất nhiều những cuộc khủng hoảng, thì sau cuộc khủng hoảng một thời gian thì cái lượng khách tăng trưởng sẽ rất là tốt. Tất nhiên với điều kiện chúng ta phải có những kế hoạch phù hợp, có những cái chiến dịch và có những cái xúc tiến quảng bá thật tích cực, cũng như thực sự là cái điểm đến của chúng ta hấp dẫn và cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ chúng ta phải thật tốt. Dịch COVID-19 đã khiến doanh nghiệp du lịch Việt đối diện với thử thách rất lớn, nhưng đây cũng được xem là cơ hội để ngành du lịch Việt Nam nhìn lại cơ cấu thị trường đang phụ thuộc quá lớn vào một vài thị trường từ nhiều năm qua.